Sáng ngày 23 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề nhân kỷ niệm 55 năm chiến dịch Đắc Tô năm 1967 với trận đánh then chốt trên điểm cao 87 năm, 22 tháng 11 năm 1967, 22 tháng 11 năm 2022. Việc trưng bày nhằm ôn lại lịch sử hào hùng, những năm tháng chống đế quốc Mỹ xâm lược của tỉnh Con Tung nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong chiến dịch này sau 20 ngày đêm chiến đấu liên tục từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 1967 lực lượng vũ trang mặt trận tây nguyên cùng với quân và dân con tum đã giành thắng lợi vẻ vang trong đó trận chiến đấu ở khu vực đồi 875 có ý nghĩa then chốt quyết định thắng lợi của chiến dịch đắc tô năm 1967 tạo điều kiện cho chiến trường khu năm và toàn miền đánh phá bình định của địch Cuộc trưng bày giới thiệu 92 hình ảnh tư liệu quý, 12 tài liệu khoa học với năm nội dung chính gồm bối cảnh lịch sử diễn ra chiến dịch, diễn biến chiến dịch, trận đánh then chốt trên điểm cao 875, kết quả và ý nghĩa chiến dịch, phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh chiến thắng đắc tô năm 1967 và điểm cao 875 lịch sử. Cuộc trưng bày diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Bảo tàng Thư viện tỉnh.